bằng lưng. Đây mình rất thích đuôi ngắn nên là mình sưu tầm chúng ta đuôi rất là ngắn các bạn. Hoàn toàn là dùng với sản phẩm của cám chim đất Việt nhé. Phần rất là đẹp như các bạn nhìn thấy ở đây. Phía sau này là chú chờ than. Vừa thả lồng lực đây các bạn. Hoàn toàn sử dụng sản phẩm của cám chim đất Việt luôn nhé. Ăn quanh năm, cám mát, phần rất là đẹp nha các bạn. Các bạn nhìn. Đẹp luôn. Phần rất mềm. Luôn. Yên tâm nuôi thong thả thôi, với chòe này không vội vàng được. Đấy. Đấy, các bác thấy đấy, mình đang nuôi chơi ở nhà đây. Chào tất cả các anh em theo dõi video.